Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Địa chân như có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tổ bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Chân như của chân như đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Chân như của pháp giới cho đến chân như của cảnh giới bất tư nghỉ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Lìa chân như của chân như có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Lìa chân như của pháp giới cho đến chân như của cảnh giới bất tư nghỉ có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Bốn niệm trụ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Lìa bốn niệm trụ có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Chân như của bốn niệm trụ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Chân như của bốn chánh đoạn cho đến chân như của tám chi thánh đạo đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Lìa chân như của bốn niệm trụ có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Lìa chân như của bốn chánh đoạn cho đến chân như của tám chi thánh đạo có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Tánh đế khổ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Tánh đế tập diệt đạo đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Lìa thánh đế khổ có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Lìa thánh đế tập diệt đạo có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Chân như của thánh đế khổ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Chân như của thánh đế tập diệt đạo đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Lìa chân như của thánh đế khổ có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Lìa chân như của thánh đế tập diệt đạo có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Bốn tịnh lự đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Bốn vô lượng, bốn định vô sắc đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Địa bốn tịnh lự có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài, xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện.
Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của bốn tịnh lự đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của bốn tịnh lự, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Tám giải thoát đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa tám giải thoát, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của tám giải thoát đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của tám giải thoát, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Pháp môn giải thoát không đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa pháp môn giải thoát không có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của pháp môn giải thoát không đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của pháp môn giải thoát không có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Năm loại mắt đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Sáu phép thần thông đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa năm loại mắt có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa sáu phép thần thông có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của năm loại mắt đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của sáu phép thần thông đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện.
Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của năm loại mắt, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của sáu phép thần thông, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Pháp môn Tam Ma Địa đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Pháp môn Đà La Ni đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa pháp môn Tam Ma Địa có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa pháp môn Đà La Ni có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của pháp môn Tam Ma Địa đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của pháp môn Đà La Ni đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của pháp môn Tam Ma Địa có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của pháp môn Đà La Ni có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Mười lực Phật đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa mười lực Phật có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của mười lực Phật đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của bốn điều không sợ cho đến chân như của 18 pháp Phật bất cộng đối với quả vị giác ngộ cao tổ có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của mười lực Phật có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tổ bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của bốn điều không sợ cho đến chân như của 18 pháp Phật bất cộng, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Quả dự lưu đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Quả Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa quả dự lưu có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa quả Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của quả dự lưu đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của quả Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của quả dự lưu có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp,
không thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Lìa chân như của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột, bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Quả vị độc giác đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Lìa quả vị độc giác có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Chân như của quả vị độc giác đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Lìa chân như của quả vị độc giác có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Trí nhất thiết đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Lìa trí nhất thiết có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Chân như của trí nhất thiết đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao?